Hôm nay là hai tổ, tổ 2 và tổ 3 đi làm các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem anh em ghép cốt pha móng trụ cầu các bạn ạ. Và bà con dân bản đào mở đường phía đầu cầu mô 2 các bạn nhá. Xin mời. Xin chào nhá. Xin chào. À, chào thanh niên. Thanh niên chưa mọc răng hết nhỉ, chưa đủ nhỉ. Ở bên kia cứ có một thanh niên như thế này. Sang bên này cũng có một thanh niên như thế này. Tên là gì đấy? Thái. Hả? Thái. Ai ấy? Thái. Thái ấy? Ờ. À, tên là Thái à? Ờ. À. Thế là hôm nay đi làm à? Ờ. Bà con đã đến từ sớm để triển khai làm công việc này các bạn ạ. Chào xin nhái. Phía dưới là một số người đang đắp cái kè vào để lấy chỗ đổ đất các bạn. Kè lên để lấy chỗ đổ đất. Đây, đổ đây nhá. Đẹp rồi, thẳng rồi. Còn cái góc này thì lấy một cái tấm bé bé cho vào được. Chống cả bên trong, chống cả bên ngoài chưa ạ? Không, chống cả bên trong để lúc chưa đổ bê tông ấy. Nó phải đổ vào trong. Nóng nhỉ? Xuân trường đi chặt cây về toát mồ hôi. Đục từ ngoài đục đi này, đục từ ngoài vào không được, chứ đục trong không được đâu, đục từ ngoài đục vào. Cho đá cứ cho hết được nha, đã tốt đã sạch cứ cho hết bên này nhá. Hôm nay là hai tổ, tổ 2 và tổ 3 đi làm các bạn. Thời tiết ở trên vùng cao đây mù mịt các bạn ạ, một lát nữa là mù lên tận đây rồi. Bây giờ mù đang tràn ở dưới khe lên các bạn ạ. Gư là tổ 2 hay tổ 3 nhỉ? Tổ 2 à? À, A Gư, tổ trưởng tổ 2 các bạn ạ.
Đấy. Vừa lấy búa các bạn đập. Đấy. Đấy, hô trợ đục vào đây cho nó nhanh. Thôi để đục cho nó nhanh. Hỗ trợ đục. Hả? Cứng quá. Đục vào cái khe nó vỡ ngay thôi mà. Đục vào cái khe nứt. Đấy đúng rồi. Nó có khe nứt là nó ra hết. Đấy thấy chưa? Cứ được lên xà beng chạy thêm nữa là ổn nhanh. Rồi đấy, được hết cái chân ra thì mình cạy ra luôn mà. Tay lái Trường Sơn này chuẩn.
Đấy, lên trên luôn nhé, lên trên. Sùng thấy nào hả Sùng? Đó, Sùng thấy nào đường mở ra coi là ra đường chưa? Lắm rồi chú ạ. Có máy này làm nhanh quá chú. Rồi có máy coi là vừa chỉ đạo đúng hướng luôn. Làm nhanh nhả luôn. Cái máy này nặng quá rồi. Cho lên trên cây rồi. Bây giờ nhá Sùng nhá. Bố trí là chú sáu chị em lần là xuống dưới cái để đứng bây giờ xúc đá xúc cát vào tay. Ở đây sau dưới kia nhá. Mình chào. Có sỏi đây, có sỏi đây. Ba bao chưa? Ba bao. Đấy, rất là khó khăn không ạ? Dốc này rất là dốc cho nên là trước khi là xe xi măng lên anh em chở lên cái chân dốc là phải có người xuống để hỗ trợ luôn, rất là ngập, rất là khó khăn đấy. Ôi chú Chiêm ơi, sương mù kìa. Không nhìn thấy gì luôn. Sương mù mịt luôn, không nhìn thấy gì luôn. Lấy khẩu trang cho mọi người. Giữ đằng sau, phải giữ đằng sau cùng mới ấy được, đổ cùng mới được. Hai ông là đâu kia về đây giúp mấy chị này đi. Thank you.
Ôi dồi ôi, tặng hoa cho ai đây? Tặng hoa cho nhau à? Lấy cái thang để chống lên. Bà bảo lấy cái thang lên. Nam này băng.
tụi con tôi nuôi gì đó, bây giờ đến dưới kia, ôi cái đó con tôi chia lên, nhớ quật thủy sát sao, thì nói gió phải từ dây dưới mà, buộc xong cho vào sang bên cọc này, ôi giờ lên mà. Chú chị em xem cua có nổi lên không chú? Cua chết chìm rồi. Về còn sắp chết chìm đến nơi rồi. Đang chìm một cái dây ngắn ngắn đây nhá. Đâu ơi. Cho cái dây ngắn để sọc đây. Mất từ con cứ To này á. Trong ra nó bảo là lúc nó trẻ con là nó đã về bắn gấu ở đây rồi. Là đã thấy rồi, đã thấy cây này rồi. Qua hai đời rồi. Qua hai đời rồi. Ba đời thì là bốn đời rồi. Ủa. Bốn đời rồi. Ủa. Đấy là cây này già phết rồi đấy anh nhỉ. Trời ơi, thấy đấy, tụi. Cây cổ thụ đấy. Con nó mới về cả mô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến giờ phút này thì anh em đã hoàn thành được phần bê tông đế móng của trụ giữa cầu kè Háng Xê rồi các bạn ạ. Và bà con đã đào tương đối đạt khoảng 70% phần đường của mố 2 các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là sau khi mà mình triển khai cho bà con đào thì là bà con đã dồn hết sức lực vào. Mặc dù là có con nhỏ rồi, là nhà rất là hoàn cảnh, nhưng mà cũng rất là nỗ lực ra đào được toàn bộ phần đường ngoài rất là rộng rồi. Cứ tốc độ này thì khoảng độ một thời gian nữa mình sẽ cho đào thông toàn bộ tuyến này. Và lúc đó sau khi cầu làm xong thì xe chở 2-3 khối vật liệu có thể là lên được cho bản Háng Xê các bạn ạ. Cho nên là một cái niềm vui cho bản Háng Xê. Và bây giờ cũng khá muộn rồi, đấy các bạn biết đấy, mù mịt bao vây toàn bộ lán rồi và bao vây toàn bộ công trường rồi, có thể là cách nhau 3-4 mét là nhìn không rõ mặt rồi. Và bà con cũng đã về rồi, bây giờ mình xin phép dừng video tại đây. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào.